Phụ chú của người dịch. Sách Quả Khanh biên soạn đến đây là hết. Những bài sau đây là người dịch tự tra cứu thêm, cảm thấy khá thú vị nên cho bổ sung vào để chia sẻ cùng quý độc giả. Giải đáp tại chùa Bảo An. 1. Bệnh bao tử thường liên quan tới sát sinh ăn thịt, bệnh ruột cũng vậy. Ngài Tuyên Hóa từng bảo, người bị bướu ruột là do hay ăn thịt. 2. Về bệnh phụ khoa, ngoại trừ một số ít do nguyên nhân khác ra, thì đa số thuộc về lỗi dâm. Vì vậy, các phụ nữ khi dính bệnh nên tự suy nghĩ và kiểm kỹ lại xem về lỗi dâm mình có phạm qua điểm nào chăng. Phần các ông cũng vậy, nếu bị các chứng bệnh viêm tuyến tiền liệt thì hãy mau mau tự kiểm lỗi và lo sám hối. 3. Còn các bệnh suyễn, ho thường là do ăn hải sản tạo thành. Xin dẫn chứng, Đặng Lệ Quân là nữ ca sĩ người Đài Loan rất nổi tiếng, từng được mệnh danh là đệ nhất danh ca châu Á. Vào năm 1995, cô đến thành phố Chiang Mai, Thái Lan du lịch. Đến ngày 8 tháng 5 thì cô lên cơn hen suyễn, thở khò khè, rồi đột tử tại khách sạn Chiang Mai. Sự ra đi của Đặng Lê Quân khiến bao người hâm mộ thương tiếc, làm dấy lên làn sóng thắc mắc nghi ngờ quanh cái chết của cô. Để lý giải chuyện này, Quả Lâm đã quan sát và thấy rõ như sau. Trong phổi Đặng Lê Quân khi đó chứa đầy các loài hải sản. Quý vị phải hiểu là khi mình ăn thủy, hải sản, do linh thức vật không còn chỗ cư ngụ, chúng liền bám vào trú đóng nơi phổi của người làm hại chúng. Mới đầu tích tụ ít, lâu ngày thành nhiều. Đến thời điểm chín mùi thì ác báo hiện. 4. Một người phụ nữ bị lăng ben hơn 20 năm, má trái còn nổi một vùng mẩn đỏ to lớn. Ngoài nguyên nhân do sát sinh ăn thịt ra, cô này còn phạm lỗi hay nói xấu và rao truyền khuyết điểm của người, khiến người khó chịu, nên bản thân mình cũng bị quả báo khó khăn. 5. Một người hay nhức đầu, hỏi nguyên nhân do đâu. Quả Khanh đáp, bởi vì bạn bất hiếu với song thân, luôn khiến song thân phải nhức đầu, âu lo, nên chiêu cảm quả báo mình bị đau đầu. Hễ làm người khác bị gì, mình cũng bị thế ấy. 6. Có cô gái hỏi, cha mẹ tôi không tin Phật, phải làm sao? Quả Khanh đáp, mẹ tôi cũng không tin Phật. Năm ngoái bà tạ thế, tôi quỳ tụng 100 bộ kinh Địa Tạng cầu cho mẹ và hướng dẫn mẹ đến cảnh giới rất cao. Nếu song thân mình đến phút lâm chung vẫn chưa tin Phật, thì hãy vì cha mẹ thành tâm tụng kinh niệm Phật. 7. Một bà mẹ hỏi, con trai tôi học đến lớp 4 tiểu học rồi, mà ngay cả phép cộng trừ đơn giản cũng không làm được, nguyên nhân do đâu? Quả Khanh bảo, giờ lúc mang thai, bà hay ăn hải sản, gà vịt vân vân, thường hại não chúng, cho nên con bà bị quả, không được thông minh. Muốn cứu giảng giúp con sáng trí, cha mẹ cần niệm Phật ăn chay, tụng kinh Địa Tạng cho con. Hàng ngày nên tụng từ 7 đến 10 biến chú Đại Bi, gia trì vào nước, đem cho con uống. Bản thân thằng bé mỗi ngày trước khi đi học nên lễ Phật ba lễ, dâng cúng hương hoa cho Phật, dần dần sẽ thông minh lại. 8. Xin hỏi, vì sao có người ăn dù chỉ một con gà hay một miếng thịt nhỏ thôi mà cũng bị bệnh, trong khi có người ăn cả trăm con nhưng họ vẫn mạnh khỏe, không hề hấn gì, thậm chí cũng chưa từng bị bệnh, nguyên nhân là do đâu? Đáp, người ăn gà dù có tí xíu mà bệnh là do trước đây họ không có bất kỳ ân oán gì với gà, cho nên vừa ăn một miếng thì bị bệnh. Còn người ăn cả trăm con mà thấy không sao là do quá khứ họ đã từng làm trăm kiếp gà, bị người giết ăn, cho nên đời này họ ăn lại những con gà là kẻ kiếp xưa từng ăn thịt họ, giờ đang bị làm gà và phải đền trả lại nợ mạng đã thiếu họ trước đây. Phải biết nhân quả báo ứng không hề sai, dù là mãi may. Chúng ta nên thường tỉnh giác, không để phạm lỗi,
lúc nào cũng phải làm chủ mình, không để tâm chạy bậy, phải khéo dùng tâm chuyển cảnh, đừng để cảnh chuyển tâm. Om ha ha ha, Om Sam Mô Đi So Ha Ha.